sau khi mình unbox tất cả đầy đủ của Godborne thì chúng ta sẽ có hình ảnh như sau. Godborne chúng ta có một cái áo tròn, một người máy Godborne, có một cái súng và một cái kiếm, súng kiếm 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 laser ấy. Rồi chúng ta sẽ có một mớ effect của đồ là chúng ta có những cái tay, những cái ngón tay để thay đổi dây xích, những ngọn dao găm. Mình thấy con này rất là nhiều effect nha, cực kỳ nhiều effect. Và theo đánh giá sơ bộ của mình về con này thì đây là một con Gundam rất là đẹp. Wow, Gundam siêu cận chiến, nó cận chiến cực kỳ nhiều. Và mình sẽ review các bạn từ từ và tất cả những gì một Gundam chúng ta có. Đây chúng ta có gì? Thứ nhất đó là về màu sắc của con này rất là đẹp nhé, màu của nó làm rất là đẹp. Ta sẽ đi vào cái đầu tiên của Gundam nhé, chúng ta sẽ đi vào hệ thống phản lực và Godborne đang gắn trên người. Chúng ta có gì? Chúng ta có hệ thống phản lực của Gundam, Godborne của chúng ta, và nó được thiết kế giống y như một chiếc máy bay, y như một chiếc máy bay ha, con người ngồi bên trong đây ha, và chúng ta có hệ thống phản lực rất là đẹp. Và khi mà con này nó gắn vào Godborne nó hệ thêm bốn cái cánh này, nó sẽ bật ra như thế này. Đấy, thì nó sẽ bẻ cái này vào, tất cả cái này vào, và nó sẽ đẩy con Gundam của chúng ta bay đi. Và mình sẽ kết hợp cái này vào con Godborne nhé, chúng ta sẽ bẻ cái đầu này xuống. Đấy, hai thanh headphone lúc nãy chúng ta sẽ gắn vào đây, gắn vào cái lỗ này của hệ thống. Chúng ta phải có cái ngạnh đây này nhé, chúng ta phải gắn xem cái ngạnh nó nằm ở đâu, chúng ta gắn vào, nằm tay vô. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi chúng ta đã được cái thế chuẩn bị để gắn vào Godborne. Mình sẽ gắn cái đầu này vào đây. Đấy, ngay hàng thẳng lối. Đây, đây, ra xong chúng ta dàn ra. Một cảnh ra, vẹt cái này ra. Rồi, chúng ta đã có Godborne Verbet. Là về kiếm, chúng ta có hai effect. Hai effect chính của kiếm đó là đào, cái đào của chúng ta nhé. Nhất là chúng ta sẽ gắn vào như thế này này. Đấy, và mà nó có đào. Và chúng ta phải đổi effect của tay nhé. Chúng ta có dạng kiếm thứ hai là kiếm của dạng đao nhỏ. Đấy, nó hơi có hướng chiều hướng của cây đao tí xíu. Nó gắn cái chai vậy. Chúng ta sẽ gắn vào tay của Godborne. Rất đơn giản nhé. Đấy. Còn cái bên này thì mình nghĩ đó là khiên. Cái đó là khiên tay của Godborne. Khi mà chúng ta tấn công trên không gian á, thì chúng ta sẽ dùng tới khiên đó. Đối với súng của Gundam thì chúng ta có hai dạng, đây là dạng thứ nhất nhé. Mình sẽ gắn nó vào Gundam nhé. Đây là tay bóp cò của chúng ta. Rồi, cứ thế mà gắn lên tay Gundam là xong. Đấy, chúng ta gắn vào tay của Gundam. Là chúng ta đã có cách cầm súng của chúng ta. Giơ tay lên. Rồi, đối với dạng súng thứ hai, chúng ta có nhìn mình
mình tạm gọi là sự kết hợp súng nhá. Đây, chúng ta đẩy cái này lên. Rồi, súng này chúng ta đẩy cái này vào. Chúng ta gắn đây, chúng ta có hai cái chấu, một cái mẫu, cái chấu ở đây chúng ta sẽ gắn vào đây. Đây. Chúng ta có cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ, chúng ta sẽ gắn vào đầu súng. Đấy. Và chúng ta gạt cái thanh này xuống. Hơi khó gạt tí. Đây. Chúng ta sẽ có cái súng đại. Điểm rất hay ở random này đó là cái vấn đề cất súng của chúng ta. Đấy, như các bạn thấy đây là chúng ta có thể phải chúng ta phải gác cái súng vào đây. Lúc đầu bạn thấy ở video clip mình ta phải gác súng vào đây. Đây đã không có cái lỗ và random. Và Bandai nó đã giấu cái dấu đi bằng cách là chúng ta dặn cái này qua. Dặn nhẹ cái này qua. Nó sẽ lòi ra cái lỗ. Đấy. Chúng ta sẽ bị gạt cái súng lên và gắn vào đây. Đấy. Vậy là xong. Thì tương tự bên đây cũng vậy, mấy cái kiếm chúng ta cũng phải có cái lỗ ở đây và chúng ta dặn thì nó sẽ có. Đây việc gắn cái kiếm vào thôi. Kiếm của chúng ta thì nằm vậy. Đấy. Xong. Chúng ta gạt tay xuống. Đấy. Rất đơn giản. Cái bên đây chúng ta có hai bộ phận là dao găm và Gundam chúng ta rất là hay, đó là thứ nhất đó là nó giấu một thanh, có hai cái thanh nằm ở đây, nên là cái cán dao đấy nằm trên này, đấy các bạn gỡ cái này ra, chúng ta là có một cán dao đầu tiên, đấy ta gắn vào đây, thì đương nhiên nó chỉ cầm trên tay thôi nhé, cây chỉ cầm trên tay thôi, đây là cây thứ nhất của chúng ta, còn cây thứ hai thì mà trong phim nó nằm ở dưới cái đế cái chân của chúng ta đây, đây ở đây. Gắn ở đây. Đấy là nó sẽ được tích hợp vào trong cái này luôn. Và khi mà Gundam nó dùng cái động cơ phản lực này, nó bay trên không gian và nó giơ cái chân này lên. Đó là khả năng action của chúng ta giơ cái chân này lên để bắn về phía quân địch. Thì cái dao này nó sẽ ghim vào đó. Rất là hay nha. Con Gundam này nó giống như một sát thủ kìa. Có hai vũ khí đến từ hai cái bàn tay bên đây. Giờ mình sẽ gỡ hai cái này ra để mình dễ thao tác hơn nhé. Đây, hai bàn tay chúng ta, đây, mình sẽ đẩy cái này xuống. Đấy, cái thứ nhất có thể nó là đỡ đi ha. Khi bạn dùng cái effect khiêng á, bạn gắn vào đây, mình sẽ kéo xuống đây. Và khi ở trên vũ trụ bạn có thể bắn từ hai cái này. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ có effect. Đây, effect đầu tiên của chúng ta. Nó sẽ gắn vào đây. Đấy. Cái nữa mình sẽ gắn vào đây. Đấy, chúng ta có hai effect. Trên không gian khi bạn bay ngoài vũ trụ hay là Gundam chúng ta đang chiến đấu, nó có thể bắn từ hai phía này biến tia laser và nói từ cái đây nó có thể biến thành hai cái khiên như cái lúc đầu mình biết mình đó cho các bạn xem đấy. Tấm áo tròn của chúng ta, khi chúng ta muốn biến Gundam chúng ta mặc áo tròn vào thì chúng ta sẽ làm những động tác như sau. Và đây là một cái effect rất là đẹp của Gundam, là các bạn xoay Gundam lại, các bạn khép hai cái này vào, khép những cái này vào, rồi các bạn sẽ hạ xuống. Mình lại quên cái này. Rồi chúng ta lại hạ xuống. Chúng ta tháo cái này ra. Đấy. Chúng ta chầm cái áo tròn từ trên vào. Đây áo tròn chúng ta có 3 cái lỗ. Nó sẽ chầm vô như vậy. Đấy. Rồi. Lỗ luôn. Thanh đầu tiên chúng ta sẽ bỏ lên đây. Đây nhá. Bạn phải lòi cái miếng này ra. Đây, một cái thứ nhất. Đây là một cái bên thứ hai. Đấy. Chúng ta sẽ gắn cái này vào. Sát vào thì bên đây chúng ta sẽ có áo tròn. Đây. Có hai cái chấu này.
chúng ta sẽ có hai cái gíp, hai cái bộ phận để gắn vào đây. Chúng ta bẻ cái này xuống. Kia cũng vậy, chúng ta sẽ gắn lên đây. Đây, để giữ cái áo tròn của Hotbond. Người bạn của Hotbond, người bạn của Gundam. Chú két bé nhỏ của chúng ta. Đây, nó sẽ được gắn vào đây. Đấy, đầu trên vai của Hotbond. Buồn buồn quay lên, nói chuyện với nó, đặn đỡ buồn. Hotbond chúng ta nó có một cái vũ khí khi mà dùng ở trên không gian, đó là vũ khí bắt đối thủ. Đó là khi này, nó sẽ tháo cái này ra. Đấy, anh sẽ tách cái miếng này ra này. Rồi, đây. Và nó gắn vào sợi dây xích, các bạn đã thấy đấy. Đây, sợi dây xích của chúng ta. Đây, nó gắn vào đây. Đấy, nó gắn vào sống hông lắm. Cái ngực của nó nằm đây. Nó sẽ được bắn ra. Đây này. Đấy, khi không gian nó sẽ bắn cái dây này ra vào đối thủ của nó và bắt đối thủ nó lại. Hành động này thì nó chỉ được thể hiện khi bạn gắn nó vào cái pay nó như thế này thôi, thì nó mới thể hiện được cái việc mà nó bắn cái dây xích này ra và cái này sẽ bắt chính đối thủ của nó lại. Và cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ có một cái miếng để chúng ta gắn vào. Đây, mình sẽ làm cái thao tác này cho các bạn xem. Khi mà nó bắn cái này ra và nó bắn được cả thanh đao ra nữa. Ý, nó sẽ bắn thành đào như thế đấy. Khi mà đứng trên không gian á, khi mà nó tấn công thì nó sẽ bắn cái thành đào như vậy. Nó làm cho con, nó làm cho con đam chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Thì tại vì mình không có đủ cái này để mình làm, nên là nếu đủ nữa thì nó sẽ tấn công cả hai, và cái này nó sẽ phóng thanh đào và cái này nó sẽ bắt dính đối thủ nó lại, thì coi như nó là đòn chí mạng vào đối thủ. Đây là nhận thức riêng của mình nhé về Gundam Hotbond. Nó là một con Gundam rất là đẹp, đẹp về màu sắc hay là mọi thứ, và cái cách và cái action của nó cũng rất là, cũng khá là tốt. Tức là chân các bạn có thể đá cao lên được, và cũng như, nhưng mà nó bị hạn chế về cái phần đá phía sau của Gundam. Nhưng mà đó không phải là vấn đề, đó không phải là vấn đề đối với mình. Mình thấy tổng thể của Gundam rất là đẹp, và đặc biệt mình rất là thích cái áo tròn của nó. Bởi vì có cái áo tròn nó làm cho con đàn rất là ngầu. Mình lúc đầu mình cứ nghĩ cái áo tròn nó là chắc là nó sẽ làm bằng nhựa hay là gì đó, nhưng mà nó là làm bằng vải luôn, và bằng vải thun, và nó làm cho con đàn nó rất là đẹp. Khi nhìn cho con đàn rất là ngầu, và nó giống như trong phim hay là lúc mà mình chơi game á, thì Hotbond rất là mạnh khi mà trên vũ trụ, vì nó có hai cái giáp này rất là mạnh. Về sơn thì mình cứ nghĩ là về sơn thì sơn rất là đẹp. Và mình rất may mắn là mình không trúng cái con bị lỗi. Có một số chỗ là nếu mà bản quật á, bản quật là bản thế giới, có một số chỗ nó sẽ bị sơn, nó bị lem. Và đối với một số người mà mua cái bản này mà ở Nhật á, thì vô tình nó lại dính những cái cộng lông của cái người sơn nó đâu ở trên một số mảnh này. Và đây là một con Gundam Metal Build, là phiên bản cao cấp nhất của dòng Gundam, và nó rất là đẹp. Và nó có chi tiết kim loại, và hầu như chi tiết kim loại nằm là ở khung xương của nó và các cảm giác khớp action. Cầm rất là nặng nha các bạn, rất là đẹp, rất là sướng tay. Đây là một mẫu Gundam các bạn nên sở hữu. Đối với mình thì nó rất là đẹp rồi. Ước gì con này nó to hơn được tí xíu nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem VIP clip review của mình nhé. Mình thì chỉ nhận xét theo cái ý tưởng cá nhân của mình thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.